Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, lại có 10 pháp, có thể khiến cho Bồ Tát sớm nhập vào 10 địa vị. Những gì là 10 pháp? Tức là một, khéo léo viên mãn phước trí hai hạnh, tức là phước huệ song tu, phước cũng viên mãn, trí cũng viên mãn, phước huệ đều đủ, tức là Phật, do đó gọi là lưỡng túc tôn. Hai, hay đại trang nghiêm đạo ba la mật, tức là công hành thật tiễn, thân thể lục hành, tu đến pháp môn bờ bên kia. Ba, trí huệ sáng suốt thông đạt, chẳng tùy theo lời của người khác, hay tu pháp môn bát nhã thì sẽ đắc được trí huệ quang minh, thông đạt vô ngại. Có trí huệ rồi thì chẳng tùy thuận lời lẽ bất chánh của kẻ khác mà dao động, do đó tám gió thổi không lay. 4. Thừa sự bạn lành luôn chẳng bỏ lìa, phải thừa sự thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, gần cúng dường thiện tri thức. Không được cống cao ngã mạn, không được đố kỵ chướng ngại, đủ thứ tập khí không tốt, đủ thứ ma bệnh xấu đều phải quét cho sạch sẽ. Khai quật gốc rễ thì vĩnh viễn chẳng sinh ra nữa. Phải luôn luôn đừng bỏ lìa thiện tri thức. Thiện tri thức là đạo sư có thể chỉ dạy làm thế nào để lìa khỏi tham sân si, y pháp tu hành như thế nào. 5. Thường hành tinh tấn chẳng có giải đãi. Nghiên cứu Phật pháp thì thường phải tinh tấn, không được giải đãi, chỉ có hướng về trước, chẳng thối lùi về sau. 6. Khéo hay an trụ nơi thần lực của Như Lai, hay nghe lời thiện tri thức giáo hóa thì mới tinh tấn chẳng giải đãi, mới an trụ nơi thần thông lực của chư Phật. 7. Tu các căn lành chẳng sinh tâm nhà mỏi, tu hành tất cả căn lành, quán triệt thủy chung chẳng sinh tâm nhà mỏi, chẳng sinh tâm lười biếng. 8. Thâm tâm lợi trí, dùng pháp đại thừa mà tự trang nghiêm, dùng pháp đại thừa bát nhã thâm sâu để trang nghiêm chính mình, nghĩa là dùng sự trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm chính mình. 9. Nơi pháp môn các địa, tâm chẳng chỗ trụ, mỗi pháp môn trong 10 địa, tâm chẳng trụ nơi pháp. 10. Căn lành phương tiện đồng một thể tánh với ba đời chư Phật. Căn lành phương tiện của 10 phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng một thể tánh. Phật tử, 10 pháp này khiến cho các Bồ Tát sớm nhập vào các địa vị. Đệ tử của Phật, 10 pháp đã nói ở trên hay khiến cho tất cả các Bồ Tát sớm nhập vào địa vị thập địa cho đến quả vị đẳng giác và diệu giác. Lại nữa, Phật tử, lúc các Bồ Tát ban đầu trụ địa thì nên khéo quan sát, tùy thuận hết thảy tất cả pháp môn, tùy thuận hết thảy trí huệ thâm sâu, tùy thuận nhân tu hành, tùy thuận sự đắc quả, tùy thuận cảnh giới, tùy thuận lực dụng, tùy thuận sự thể hiện, tùy thuận sự phân biệt, tùy thuận sở đắc, đều khéo quan sát, biết tất cả pháp đều là tự tâm mà chẳng chấp trước, biết như vậy rồi nhập vào địa vị Bồ Tát mà khéo an trụ. Lại nói tiếp, đệ tử của Phật, tất cả Bồ Tát lúc ban đầu trụ thập địa thì nên khéo quan sát tất cả cảnh giới, phải tùy thuận hết thảy 84.000 pháp môn, lại phải tùy thuận hết thảy trí huệ thâm sâu của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận nhân tu hành của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận sự chứng quả của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận cảnh giới đắc được của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận lực dụng đắc được của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận sự thị hiện của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận sự phân biệt của 10 phương chư Phật, lại phải tùy thuận sở đắc của 10 phương chư Phật, hoàn toàn khéo quan sát, biết hết thảy tất cả các pháp, chẳng lìa tự tâm, vì chẳng lìa tự tâm cho nên chẳng có chấp trước. Bồ Tát biết các pháp thật tướng như vậy rồi, thì sẽ đắc được thập địa, có thể an trụ vào địa vị của thập địa. Phật tử, các Bồ Tát đó suy ngẫm như vậy, chúng ta hãy mau nhập vào các địa. Tại sao? Vì nếu chúng ta trụ ở trong các địa, thì sẽ thành tựu công đức rộng lớn như vậy. Đầy đủ công đức rồi, dần dần sẽ nhập vào Phật địa. Trụ ở Phật địa rồi, sẽ làm vô biên Phật sự rộng lớn. Do đó, phải nên thường xuyên tu tập, chẳng có ngừng nghỉ, chẳng có mỏi nhàm. Dùng đại công đức để tự trang nghiêm nhập vào địa vị Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Những vị đại Bồ Tát đó đều hay suy ngẫm như vậy. Chúng ta hãy mau chứng nhập vào địa vị thập địa. Tại sao? Vì nếu chúng ta trụ ở trong các địa, thì sẽ thành tựu công đức rộng lớn của chư Phật. Đầy đủ công đức rồi, thì dần dần sẽ nhập vào quả vị Phật địa. Trụ nơi Phật địa rồi, thì sẽ làm vô biên Phật sự rộng lớn. Do nguyên nhân đó, cho nên chúng ta phải nên thường xuyên tu tập, không được nghỉ ngơi, không được mệt mỏi. Dùng đại công đức của chư Phật để làm trang nghiêm cho mình, thì sẽ nhập vào địa vị của Bồ Tát. Phật tử, có 10 pháp khiến cho các Bồ Tát sở hành thanh tịnh. Những gì là 10? Một là xả bỏ tiền tài vật chất,
mãn nguyện ý chúng sinh, hai là trì giới thành tịnh, chẳng có hủy phạm, ba là nhu hòa nhẫn nhục, chẳng cùng tận, bốn là sinh tu các hại, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, năm là dùng sức chánh niệm, tâm chẳng mê loạn, sáu là phân biệt, biết rõ vô lượng các pháp, bảy là tu tất cả các hạnh mà chẳng chấp trước, tám là tâm chẳng lay động giống như núi chúa, chín là rộng độ chúng sinh giống như cây cầu, mười là biết tất cả chúng sinh đồng một thể tánh với các Như Lai. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, lại có mười pháp hay khiến cho tất cả Bồ Tát hạnh môn tu hành đều được thanh tịnh. Những gì là mười pháp? Một, xả bỏ tài vật, mãn nguyện ý chúng sinh. Bồ Tát đem tất cả tài sản bố thí cho chúng sinh, thậm chí nội tài, đầu mắt tủy não hoặc ngoại tài, đất nước vợ con đều đem bố thí hết. Hành Bồ Tát đạo là hy sinh tất cả mãn nguyện ý của chúng sinh, được như thế thì sẽ được thanh tịnh. Hai, trì giới thành tịnh, chẳng có hủy phạm. Bồ Tát đã thọ giới rồi thì nhất định phải giữ gìn, vĩnh viễn chẳng hủy phạm. Y giới tu hành thì mới được ba nghiệp thành tịnh. Ba, nhu hòa nhẫn nhục, chẳng có cùng tận. Bồ Tát tu pháp môn nhẫn nhục, hay nhẫn nhục thì nhu hòa, chẳng nóng giận với chúng sinh. Tu nhu hòa nhẫn nhục thì chẳng có lúc nào hết được. Nhu là nhu nhuyễn, hòa là hòa khí. Do đó, nhu hay thắng cương, nhược hay thắng cường. Dùng từ bi nhu hòa để cảm hóa chúng sinh căng cường, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Nhẫn là nhẫn nại, nhục là nhịn nhục. Phải nhịn nhục nhẫn nại, giống như có người mắng bạn hoặc đánh bạn thì đều phải nhẫn chịu. Do đó, nghịch đến thuận thọ, thậm chí có người đến phỉ báng bạn hoặc phá hoại danh dự của bạn đều phải tu nhẫn nhục ba la mật, phải xem họ là thiện tri thức. Bốn, sinh tu các hạnh vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Bồ Tát sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, siêng năng tu tập đủ thứ hạnh môn, tinh tấn lại tinh tấn, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Năm, dùng sức chánh niệm, tâm chẳng mê loạn. Bồ Tát tu pháp môn thiền định, sức chánh niệm có định lực rồi thì tâm chẳng điên đảo, cũng chẳng mê loạn. Gặp cảnh giới thì phân tích rõ ràng, chẳng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được cảnh giới. Đây tức là công năng của sức chánh niệm. 6. Phân biệt biết rõ vô lượng các pháp. Bồ Tát tu pháp môn bát nhã, dùng trí huệ bát nhã để phân biệt, để biết rõ đạo lý tất cả các pháp thật tướng. Ở trên là pháp môn lục độ, tu hành thanh tịnh thì đắc được cảnh giới ba la mật đến bờ kia. 7. Tu tất cả hạnh mà chẳng chấp trước. Bồ Tát tu hành tất cả hạnh môn cũng chẳng chấp trước nơi tất cả hạnh môn. Nếu trong tâm nghĩ ta tu pháp môn gì thì đó là có chỗ chấp trước, có chỗ chấp trước thì chẳng được giải thoát. 8. Tâm chẳng lay động giống như núi chúa. Bồ Tát là như như bất động, liễu liễu thường minh, giống như núi chúa tu di, tâm chẳng bị cảnh giới làm lay động. 9. Rộng độ chúng sinh giống như kiều lương. Bồ Tát tu hành pháp thanh tịnh, tức là muốn độ khắp chúng sinh liền khổ được vui, giống như cây cầu lợi ích chúng sinh, từ bờ sinh tử bên này đi đến bờ niết bàn bên kia. 10. Biết tất cả chúng sinh đồng một thể tánh với các đức Như Lai. Bồ Tát biết chúng sinh và chư Phật là một thể, do đó tâm Phật chúng sinh cả ba chẳng khác nhau. Vì chúng sinh một niệm vô minh liền mê hoặc, luân chuyển ở trong luân hồi mà chẳng dừng lại. Phật là bậc thánh nhân chẳng mê hoặc, cho nên thoát khỏi ba cõi, chẳng sinh chẳng diệt, pháp thân vĩnh viễn tồn tại. Do đó ngộ là Phật, mê là chúng sinh. 10 pháp này người tu hành phải tu, người người tu thành công thì người người cũng đều thành Phật. Phật tử đó là 10 pháp khiến cho các Bồ Tát sở hành thanh tịnh. Đệ tử của Phật, 10 pháp này hay khiến cho tất cả Bồ Tát sở tu hành đều đắc được thanh tịnh. Bồ Tát đắc được hạnh thanh tịnh rồi, lại đắc được 10 pháp tăng thêm thủ thắng. Những gì là 10? Một là chư Phật phương khác thầy đều hộ niệm. Hai là căn lành tăng trưởng thủ thắng, vượt qua các bậc khác. Ba là khéo hay lãnh thọ, lực gia trì của Phật. Bốn là thường được thiện nhân làm chỗ nương tựa. Năm là an trụ tinh tấn, luôn chẳng phóng dật. Sáu là biết tất cả pháp bình đẳng không khác. Bảy là tâm luôn an trụ, vô thượng đại bi. Tám là như thật quán pháp, sinh ra trí huệ vi diệu. Chín là hay khéo tu hành, phương tiện khéo léo. Mười là biết được sức phương tiện của Như Lai. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tất nhiên đắc được hạnh thanh tịnh rồi, lại đắc được 10 pháp tăng thêm thủ thắng. Những gì là 10 pháp tăng thêm thủ thắng? Một, chư Phật phương khác thầy đều hộ niệm. 10 phương chư Phật đều hộ niệm gia trì vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đó. Hai, căn lành tăng trưởng thủ thắng, vượt qua các bậc khác.
Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề đắc được thanh tịnh rồi, thì căn lành sẽ tăng trưởng, chẳng những tăng trưởng mà còn thù thắng, cho đến vượt qua hết thảy địa vị của Bồ Tát khác. Do đó, ban đầu phát tâm Bồ Đề liền thành chánh giác. Bà khéo hay lãnh thọ sức gia trì của Phật, Bồ Tát đắc được pháp tăng thắng, thì khéo hay lãnh thọ sức gia trì của chư Phật, nghĩa là trong tâm chẳng lay động, chẳng hoan hỷ, chẳng bi ai, dùng định lực tam muội để tiếp thọ thần lực gia trì của chư Phật. Chúng ta người học Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc trì chú, lúc đó cảm thấy đầu tóc của mình giống như bị gió thổi động, hoặc cảm giác trên đầu có con gì bỏ. Nếu có sự cảm giác như thế, thì đó là chư Phật dùng tay để sờ đầu của bạn, khiến cho bạn thoát khỏi được bà cõi. Tóm lại, công phu tu hành đến cực điểm thì sẽ được chư Phật Bồ Tát đến gia trì, ban cho một sức lực mà đắc được trí huệ hơn người. 4. Thường được thiện nhân làm chỗ nương tựa. Bồ Tát luôn luôn được thiện tri thức làm chỗ nương tựa, làm chỗ cậy nhờ, giống như trẻ con nương tựa cha mẹ bảo hộ thì được sự an toàn. 5. An trụ tinh tấn luôn chẳng phóng dật. Bồ Tát thì giữ giới luật tuyệt đối chẳng phạm quy củ. Ngài an trụ trong sự tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, chẳng giải đãi phóng dật. 6. Biết tất cả pháp bình đẳng không khác. Bồ Tát biết tất cả pháp tuy nhiên chẳng giống, nhưng bản thể bình đẳng chẳng có hai dạng. 7. Tâm luôn an trụ vô thượng đại bi. Tâm của Bồ Tát thường an trụ ở vô thượng đại bi để cứu khổ tất cả chúng sinh. Do đó, đồng thể đại bi, Bồ Tát có tư tưởng như vậy, chúng sinh thọ khổ giống như chính mình đang thọ khổ. 8. Như thật quán sát, sinh ra trí huệ phi diệu. Bồ Tát thường suy ngẫm, thường quán sát đạo lý thật tướng của các pháp, cho nên hay sinh ra trí huệ phi diệu. 9. Hay khéo tu hành phương tiện khéo léo. Bồ Tát có đủ thứ sức lực tăng thêm thủ thắng, lại hay khéo tu hành diệu pháp phương tiện khéo léo. 10. Hay biết sức phương tiện của Như Lai. Bồ Tát hay biết hết thảy sức phương tiện của chư Phật, Phật tử, đó là 10 pháp tăng thêm thủ thắng của Bồ Tát. Đệ tử của Phật, đó là 10 pháp tăng thắng của Bồ Tát. Có nhân hạnh thành tịnh thì sẽ được quả thắng pháp, tức là tha lực thắng, tự thiện thắng, thầm định thắng, đồng hạnh thắng, trợ đạo thắng, trần trí thắng, ý lạc thắng, quán hệ thắng, tu hành thắng, tăng tấn thắng, 10 thứ pháp tăng thắng. Phật tử, Bồ Tát có 10 nguyện thành tịnh. Những gì là 10? Một là nguyện thành thục chúng sinh, chẳng có mỏi nhàm. Hai là nguyện làm đầy đủ các điều thiện để thanh tịnh các thế giới. Ba là nguyện thừa sự Như Lai, thường sinh tôn trọng. Bốn là nguyện hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng. 5. Là nguyện dùng trí quan sát, nhập vào các cõi nước chư Phật. 6. Là nguyện đồng một thể tánh với các Bồ Tát. 7. Là nguyện vào nhà Như Lai, thấu rõ tất cả pháp. 8. Là kẻ thấy liền sinh niềm tin, đạt được lợi ích. 9. Là nguyện thần lực trụ thế hết kiếp vị lai. 10. Là nguyện đầy đủ hạnh phổ hiền, tịnh trị môn nhất thiết chủng trí. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, nên phát 10 đại nguyện thanh tịnh này. 10 đại nguyện thanh tịnh này chẳng những Bồ Tát phải phát, mà chúng ta cũng phải phát. Nếu viên mãn 10 đại nguyện thanh tịnh này, tức là thành tựu quả vị Bồ Tát. Hết thầy chúng sinh phải phát 10 nguyện thanh tịnh này, cảm thấy đúng tâm ý thì có thể phát nguyện. Vì nguyên nhân này cho nên phải giảng kinh, phải nghe kinh, phải tụng kinh. Nếu chỉ phát nguyện mà chẳng tu hành thì chẳng ích gì. Đừng nghĩ như vậy, đây là nguyện của Bồ Tát phát, chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Vậy chúng ta đại khái không cần giảng kinh, không cần nghe kinh, không cần tụng kinh. Tại sao ngược lại kinh điển chẳng có quan hệ gì với chúng ta? Tư tưởng này sai lầm lại càng sai lầm. Vì nguyện của Bồ Tát ai ai cũng nên phát, ai ai cũng nên hành. Cho nên chúng ta phải giảng kinh, phải nghe kinh, phải tụng kinh điển, phải nghiên cứu kinh điển. Sau đó y theo pháp tu hành mới đắc được tự tại giải thoát. Do đó chúng ta cũng phải phát 10 điều nguyện thanh tịnh này, thì mới trở thành Bồ Tát lỗi lạc phi phàm xuất chúng. Những gì là 10 điều nguyện thanh tịnh? Tức là: một, nguyện thành tục chúng sinh chẳng có mỏi nhàm, phát nguyện độ thoát chúng sinh, do đó chúng sinh vô biên thể nguyện độ, khiến cho chúng sinh căn lành thành thục thì thành tựu vô thượng Bồ Đề. Công tác này tuy là khó khăn nhưng Bồ Tát cũng chẳng mỏi nhàm, do đó chịu nhọc chịu oán chẳng cảm thấy là việc khổ nhọc. 2. Nguyện làm đầy đủ các việc thiện, thành tịnh các thế giới, phát nguyện làm đủ thứ việc lành, dùng công đức lành để trang nghiêm các thế giới, khiến cho tất cả thế giới cũng thanh tịnh. 3. Nguyện thừa sự Như Lai,
thường sinh tôn trọng, phát nguyện thừa sự chư Phật, lúc nào cũng sinh tâm tôn trọng chư Phật. 4. Nguyện hộ trì chánh pháp chẳng tích thân mạng, phát nguyện muốn hộ trì tất cả chánh pháp, phàm là có người hoằng dương Phật pháp thì chúng ta đều nên hộ trì, vì hộ trì chánh pháp dù hy sinh thân mạng cũng chẳng tiếc. Do đó, vì pháp quên mình, tinh thần như thế thật là vĩ đại. 5. Nguyện dùng trí quán sát nhập vào cõi nước chư Phật, phát nguyện dùng trí huệ để quán sát 10 phương cõi nước chư Phật. Quán sát nên đi đến cõi nước nào để giúp Phật giáo hóa chúng sinh thì đi đến cõi đó. 6. Nguyện đồng một thể tánh với các Bồ Tát, phát nguyện đồng một nguyện, đồng một tâm, đồng một thể, đồng một tánh với 10 phương các Bồ Tát, tức cũng là đồng một pháp thân. 7. Nguyện vào nhà Như Lai, biết rõ tất cả pháp, phát nguyện vào nhà của Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, thấu rõ pháp của Như Lai, tu hành đạo của Như Lai. 8. Nguyện kẻ thấy bèn sinh niềm tin được lợi ích, phát nguyện phàm là chúng sinh thấy được Bồ Tát đều sinh tín ngưỡng phát tâm Bồ Đề, chẳng có một chúng sinh nào mà chẳng đắc được lợi ích. Lợi ích gì? Tức là lợi ích dứt trừ phiền não chứng Bồ Đề. 9. Nguyện thần được trụ thế hết kiếp vị lai, phát nguyện muốn có sức thần thông thường trụ thế gian giáo hóa chúng sinh, hết thuở vị lai để bảo hộ chúng sinh, dùng sức thần thông khiến cho chúng sinh bỏ trần hợp giác, thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc. 10. Nguyện đầy đủ hạnh phổ hiền, tịnh trị môn nhất thiết chủng trí, phát nguyện đầy đủ 10 đại nguyện vương của phổ hiền. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh truyền pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là hằng thuận chúng sinh, 10 là phổ giai hồi hướng. Tu hành hạnh thanh tịnh để đối trị tất cả phiền não, thành tựu môn nhất thiết chủng trí. Phật tử, đó là 10 điều nguyện thanh tịnh của Bồ Tát. Đệ tử của Phật, 10 điều nguyện vừa nói ở trước, một là vì thành thục nguyện của chúng sinh, hai là vì thanh tịnh cõi nước chư Phật, ba là nguyện cúng dường chư Phật, bốn là nguyện hộ trì chánh pháp, năm là nguyện thừa sự chư Phật, sáu là nguyện đồng căn lành với Bồ Tát, bảy là nguyện nhiếp pháp là thượng thủ, tám là nguyện ba nghiệp chẳng không, chín là nguyện tu đầy đủ vạn hạnh, 10 là nguyện thành chánh giác. Đó là 10 điều nguyện thanh tịnh của Bồ Tát Pháp. Chúng ta hiện tại nghe được 10 điều nguyện này cũng phải phát 10 điều nguyện này. Do đó, nguyện ra sao thì quả như vậy. Bồ Tát tu hạnh thanh tịnh, phát nguyện thanh tịnh, thành tựu quả thanh tịnh. Chúng ta phải hướng về Bồ Tát, nhìn cho bằng Bồ Tát. Do đó, thấy bậc hiền thì nghĩ làm cho bằng họ, chuyên tâm học tập tinh thần của Bồ Tát. Phật tử, Bồ Tát trụ 10 pháp khiến cho các đại nguyện đều được viên mãn. Những gì là 10? Một là tâm chẳng nhà mỏi, hai là đủ đại trang nghiêm, ba là niệm nguyện được thù thắng của các Bồ Tát, bốn là nghe cõi nước chư Phật thì nguyện vãng sinh, năm là thâm tâm lâu dài hết kiếp vị lai, sáu là nguyện tất thành tựu tất cả chúng sinh, bảy là trụ tất cả kiếp chẳng cho giảng nhọc, tám là thọ tất cả khổ chẳng sinh nhàm lìa, chín là nơi tất cả vui sướng tâm chẳng chấp trước, 10 là thường siêng thủ hộ pháp môn vô thượng. Bồ Tát Pháp Huệ là gọi một tiếng đệ tử của Phật. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải thường trụ ở 10 pháp này thì mới khiến cho nguyện đã phát ra đều được viên mãn. Những gì là 10 pháp? Tức là một, tâm chẳng nhàm mỏi, tâm của Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, đối với tất cả pháp chẳng sinh nhàm mỏi, chẳng sinh phiền não. Phật pháp tuy rộng như biển cả, nhưng lần lượt tu hành tiến dần thì công đáo tự nhiên thành. Không thể một ngày nóng, 10 ngày lạnh, không thể thấy khác, nghĩ lệch. Hai thứ tư tưởng này là đá cột chân người tu hành. Nếu có những tư tưởng này thì vĩnh viễn cũng không thể thành tựu. Hiện tại có người khởi vọng tưởng Phật Pháp có 84.000 pháp môn, lúc nào mới có thể tu hết. Khi ý niệm này sinh ra thì sẽ sinh nhàm chán đối với Phật Pháp. Người học Phật phải vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Có trí huệ rồi thì một thông tất cả đều thông, không thể cho rằng Phật Pháp như biển cả mà sinh tâm thối chuyển. Đó chẳng phải là hành vi của người tu hành. Đừng có tư tưởng như vậy. Tôi học Phật nhiều năm, ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp, hằng ngày nghe kinh nghe Pháp, song chẳng đắc được lợi ích. Bạn đã đắc được 5 sự lợi ích mà chính bạn vẫn không biết. Lợi ích thứ nhất là bạn ở chùa Kim Sơn học tập Phật Pháp, chẳng thể đi ra ngoài giết người phóng lửa. Ở trong danh sách phạm tội chẳng có tên của bạn, đây chẳng phải là điều lợi ích chăng? Lợi ích thứ hai là bạn ở chùa Kim Sơn nghiên cứu Phật Pháp,
chẳng thể đi ra ngoài trộm cắp. Ở trong danh sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây chẳng phải là điều lợi ích chăng? Điều lợi thứ ba là bạn ở chùa Kim Sơn tham thiền đà tọa, chẳng thể đi ra ngoài hành dâm dục hoặc cưỡng hiếp. Trong danh sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây chẳng phải là lợi ích chăng? Điều lợi thứ tư là bạn ở chùa Kim Sơn niệm Phật lại Phật, chẳng thể ra ngoài nói dối lường gạt người. Trong danh sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây chẳng phải là lợi ích chăng? Điều lợi thứ năm là bạn ở chùa Kim Sơn phiên dịch kinh điển hoặc duyệt lại kinh điển, chẳng thể đi ra ngoài uống rượu hoặc hút độc. Trong danh sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây chẳng phải là lợi ích chăng? Thần nghiệp của bạn cũng thanh tịnh, khẩu nghiệp của bạn cũng thanh tịnh. Nếu chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, thì ý nghiệp cũng thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, đây chẳng phải là ích lợi của sự học Phật Pháp chăng? Song nếu chẳng học tập Phật Pháp, thì thân dễ phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác. Miệng dễ phạm nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi, nói chửi mắng, bốn điều ác. Ý thì dễ phạm tham sân si, ba điều ác. Ba nghiệp nếu chẳng thanh tịnh, nhẹ thì gia đình chẳng hòa thuận, nặng thì xã hội chẳng an ninh. Phạm 10 điều tội ác thì bị tòa án phạt hoặc bắt bỏ vào tù, thọ khổ vô tận. Lúc đó sám hối cũng chẳng kịp nữa, học tập Phật Pháp, giữ gìn nam giới, thì những tai nạn đó đều chẳng có, đây chẳng phải là ích lợi chăng? 2. Đủ đại trang nghiêm. Người học Phật Pháp lấy sự trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm, lấy sự trang nghiêm của Bồ Tát để tự trang nghiêm, lấy sự trang nghiêm của A-la-hán để tự trang nghiêm. Chúng ta trang nghiêm và thánh nhân trang nghiêm lâu dần trở thành giống nhau không khác, cho nên nói đầy đủ sự trang nghiêm rộng lớn. 3. Niệm nguyện lực thủ thắng của các Bồ Tát. Đừng quên niệm nguyện lực thủ thắng của các Bồ Tát đã phát ra, như vậy thì nguyện lực của bạn cũng sẽ viên mãn. Nguyện của Bồ Tát phát là nguyện độ tất cả chúng sinh, nguyện thành Phật đạo, nguyện vì chúng sinh thọ khổ, nguyện thọ nhận sự chửi mắng của chúng sinh, nguyện tiếp thọ sự phỉ báng của chúng sinh. Đó là nguyện lực thủ thắng của Bồ Tát. Bồ Tát là chúng sinh trong quá khứ phát tâm Bồ Đề, chúng ta là Bồ Tát hiện tại phát tâm Bồ Đề, chúng sinh vị lai phát tâm Bồ Đề thì đều là Bồ Tát. Tóm lại, chúng sinh quá khứ phát tâm Bồ Đề là Bồ Tát, chúng sinh hiện tại phát tâm Bồ Đề là Bồ Tát, chúng sinh vị lai phát tâm Bồ Đề là Bồ Tát, cho nên ai ai cũng đều có thể làm Bồ Tát. Việc của Bồ Tát muốn làm thì phàm phu đều chẳng muốn làm. Tại sao? Vì tư tưởng của Bồ Tát là lợi tha, tư tưởng của phàm phu là lợi mình, cho nên tương phản với nhau, phàm phu thì tham, Bồ Tát thì chẳng tham, phàm phu thì sân, Bồ Tát thì chẳng sân, phàm phu thì si, Bồ Tát thì chẳng si. Bồ Tát tiêu trừ tham sân si, tu hành viên mãn thành tựu giới định huệ, cho nên đây là nguyện lực thủ thắng của Bồ Tát. Nguyện lực của Bồ Tát là muốn thọ khổ thay thế cho chúng sinh. Chúng ta, chúng sinh, có chịu vì chúng sinh thọ khổ như thế chăng? Ai có tinh thần hy sinh như thế, có thể nói là đuôi phụng, sừng lân, hiếm lại càng hiếm. Bồ Tát là chúng sinh ngốc nhất. Tại sao lại nói như thế? Vì Bồ Tát có tinh thần vì người mà chẳng vì mình, nơi nơi đều chịu thiệt thòi, chẳng muốn chiếm tiện nghi. Đây là biểu hiện chẳng ích kỷ lợi mình. Bồ Tát muốn xả mình vì người, chẳng vì mình mà tính toán, vì kẻ khác mà quên đi chính mình. Ai làm được trình độ như thế thì người đó là Bồ Tát. Người tu hành chẳng phát tâm Bồ Đề thì vĩnh viễn là chúng sinh. Do đó có thể thấy đây là sự khác biệt giữa chúng sinh và Bồ Tát, tức là quan hệ giữa sự phát tâm Bồ Đề. Nói tóm lại, phát tâm Bồ Đề là Bồ Tát, pháp nghiệp tâm là chúng sinh. 4. Nghe cõi nước của chư Phật thì đều nguyện vãng sinh. Nếu muốn viên mãn tất cả nguyện, khi nghe được cõi nước của mười phương chư Phật thì hoàn toàn nguyện vãng sinh. Tại sao? Vì Bồ Tát muốn gần gũi chư Phật, học tập pháp của chư Phật nói, tăng trưởng trí huệ, tương lai vì giáo hóa chúng sinh, làm thức ăn tinh thần. 5. Thâm tâm lâu dài hết kiếp vị lai, phải phát tâm tin Phật Pháp sâu xa, trải qua thời gian lâu dài hết kiếp vị lai, cũng chẳng thối tâm, dùng tâm tin sâu và đại nguyện để học tập Phật Pháp. 6. Nguyện đều thành tựu tất cả chúng sinh. Chúng sinh có mong cầu gì thì Bồ Tát đều làm cho họ mãn nguyện. Chúng sinh cầu phú quý thì được phú quý, cầu sống lâu thì được sống lâu, cầu con cái thì được con cái. Phàm là tất cả chúng sinh có sở cầu thì Bồ Tát nhất định làm cho họ mãn nguyện. Đây tức là tâm từ bi của Bồ Tát. 7. Trụ tất cả kiếp chẳng cho rằng nhọc. Bồ Tát vì làm cho chúng sinh được mãn nguyện
mà trụ ở trong tất cả kiếp, trải qua thời gian lâu dài vô số kiếp, Ngài cũng chẳng cho rằng khổ nhọc, do đó chịu nhọc chịu oán, khiến cho chúng sinh đắc được an lạc. Dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Bồ Tát cũng cảm tâm tình nguyện, chẳng khước từ. 8. Thọ tất cả khổ, chẳng sinh nhàm lìa. Bồ Tát nguyện thọ khổ thay thế cho chúng sinh. Tại sao? Vì thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Khổ phải thọ thì mới hết, nếu chẳng thọ khổ thì vĩnh viễn tồn tại. Nếu có phước báo mà cứ hưởng thọ thì phước báo sẽ tiêu hao. Khi hưởng thọ hết phước báo thì phải thọ khổ, cho nên tư tưởng của Bồ Tát và chúng sinh trái ngược nhau. Bồ Tát thọ khổ thế cho chúng sinh, giống như chính mình thọ khổ, cho nên chẳng sinh tâm nhàm lìa. 9. Nơi tất cả vui, tâm chẳng tham trước. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đối với hết thảy tất cả cảnh giới an vui, trong tâm chẳng tham trước, đem tất cả sự an vui hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh. Các vị hãy xem, Bồ Tát phát tâm đều vì trợ giúp chúng sinh quên đi chính mình, tùy trợ giúp kẻ khác mà chẳng có tâm xí đồ. Các vị, ai chịu đi trợ giúp chúng sinh mà quên đi chính mình, đây tức là tâm tử bi của Bồ Tát. Nếu quên mình đi chẳng được, chẳng chịu đi trợ giúp chúng sinh, đây tức là chúng sinh ích kỷ. Mình hãy tự hỏi mình là Bồ Tát chăng hay là chúng sinh? Tự mình phản tỉnh mình sẽ biết. Tóm lại, đối với tất cả sự việc chẳng tham trước, đối với tất cả khổ chẳng nhàm lìa thì gọi là Bồ Tát. 10. Thường siêng thủ hộ pháp môn vô thượng. Trách nhiệm của Bồ Tát là hộ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thường thường siêng năng thủ hộ pháp môn vô thượng. Phật tử, khi Bồ Tát đầy đủ nguyện như vậy, thì liền đắc được 10 tạng vô tận. Những gì là 10? Đó là tạng vô tận khắp thấy chư Phật, tạng vô tận tổng trì chẳng quên, tạng vô tận quyết rõ các pháp, tạng vô tận đại bi cứu hộ, tạng vô tận đủ thứ tam muội, tạng vô tận mãn tâm chúng sinh phước đức rộng lớn, tạng vô tận diễn nói tất cả pháp trí huệ thâm sâu, tạng vô tận báo được thần thông, tạng vô tận trụ vô lượng kiếp, tạng vô tận vào vô biên thế giới. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật khi Bồ Tát trụ ở 10 pháp hay đầy đủ 10 đại nguyện thanh tịnh đã phát ra thì liền được 10 thứ tạng vô tận, tức là bảo tạng chẳng có cùng tận. Do đó, đức rộng lớn vô cùng là vô tận, đức bao hàm vô tận là tạng, trí huệ rộng lớn bao hàm các pháp là tạng. Tóm lại, kinh điển bao hàm uẩn tích và nghĩa là tạng. Những gì là 10 tạng vô tận? 1. Tạng vô tận thấy khắp chư Phật, thấy được khắp hết thảy chư Phật, thấy dòng vị Phật này lại thấy vị Phật kia, luôn luôn thấy Phật, luôn luôn nghe pháp mà chẳng cùng tận. 2. Tạng vô tận tổng trì chẳng quên. Đà La Ni dịch là tổng trì, tức cũng là chân ngôn, thần chú, tổng trì tất cả pháp, chỉ vô lượng nghĩa, đây là pháp tổng trì. Do đó, tổng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chỉ giới định huệ ba học viên minh. Chẳng quên tức là học tập tất cả Phật pháp, hay thọ trì hay đọc tụng, thì vĩnh viễn chẳng quên vô lượng tạng pháp của chư Phật nói. 3. Tạng vô tận quyết rõ các pháp, quyết định hiểu rõ tất cả các pháp, bất cứ có bao nhiêu pháp môn đều minh bạch hết. 4. Vô tận tạng đại bi cứu hộ, minh bạch tất cả các pháp, phải có tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh liều khổ được vui, khiến cho chúng sinh chấm dứt sinh tử. 5. Tạng vô tận đủ thứ tam muội. Tam muội tức là định, định có chín định thứ lớp, tức là tứ thiền, tứ không, diệt thọ tưởng định, diệt hết hai uẩn thọ tưởng. Tạng muội có nhiều vô lượng vô biên cho nên nói là tạng vô tận. 6. Tạng vô tận mãn tâm chúng sinh, phước đức rộng lớn. Tâm của chúng sinh rất khó mãn túc, vì tham chẳng biết chán. Do đó, chư Phật và Bồ Tát khó làm mãn nguyện chúng sinh. Bồ Tát dùng phước đức rộng lớn để thỏa mãn tâm chúng sinh, khiến cho chúng sinh toại tâm mãn nguyện đầy đủ tất cả sự việc mong cầu. 7. Tạng vô tận diễn nói tất cả pháp, trí huệ thâm sâu. Diễn nói pháp của 10 phương chư Phật nói, có thể một nghĩa lý diễn nói thành vô lượng nghĩa lý, và vô lượng nghĩa lý quy về một nghĩa lý, có trí huệ thâm sâu thì mới có biện tài vô ngại. 8. Đảng vô tận báo được thần thông. Thần thông mà có là do đời này tu mà đắc được, cũng có khi đời trước tu hành mà được. Tu đắc được thần thông tức là đời này tinh tấn tu hành, lâu dần thì sẽ đắc được thần thông. Báo đắc được thần thông tức là sự tu hành của đời trước vẫn chưa quên mất. Đời này nhân duyên chín muồi nên đắc được thần thông. Hai thứ thần thông này vô cùng vô tận. Hết thảy chúng ta phải thật tâm mà tu hành, tham thiền.
thì đều sẽ đắc được thần thông khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta chẳng có thần thông? Vì vọng tưởng quá nhiều, tâm chẳng chuyên nhất, cho nên tu chẳng có thần thông. 9. Tạng vô tận trụ vô lượng kiếp. Bồ Tát trong vô lượng kiếp trụ ở trên thế gian để giáo hóa chúng sinh, độ thoát chúng sinh, chẳng cảm thấy thời gian quá dài, cho nên đắc được tạng vô tận này. 10. Tạng vô tận nhập vào vô biên thế giới. Bồ Tát phát đại nguyện, nguyện đi đến hết thảy thế giới để cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh. Chỉ cần nơi nào có chúng sinh thì Bồ Tát đều đi đến độ thoát họ, thoát khỏi ba cõi. Vì chúng sinh trôi nổi ở trong biển khổ, cần chư Phật Bồ Tát từ bi đến cứu hộ. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm nương thuyền từ bi trở lại thế giới Ta Bà để cứu chúng sinh thọ khổ thọ nạn. Phật tử đó là mười tạng vô tận của Bồ Tát. Đệ tử của Phật đó là mười tạng vô tận của Bồ Tát. Trong bổn kinh phẩm thứ 22, Bồ Tát Công Đức Lâm nói mười tạng vô tận là tín tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trì tạng, biện tạng, chẳng giống với mười tạng vô tận này. Bồ Tát được mười tạng này rồi thì phước đức đầy đủ, trí huệ thanh tịnh, đối với các chúng sinh, tùy thuận chúng sinh đáng được giáo hóa mà vì họ nói pháp. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đắc được mười tạng vô tận này rồi thì phước và đức đều đầy đủ trang nghiêm, đắc được trí huệ tối thượng thanh tịnh, đối với tất cả chúng sinh, tùy theo chúng sinh đáng được giáo hóa mà vì họ nói pháp, nghĩa là đáng dùng thân Phật độ được, liền hiện ra thân Phật để vì họ nói pháp, đáng dùng thân Bồ Tát độ được, liền hiện ra thân Bồ Tát để vì họ nói pháp, đáng dùng thân A La Hán độ được, liền hiện ra thân A La Hán để vì họ nói pháp, đáng dùng thân tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni độ được, liền hiện ra thân tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni để vì họ nói pháp, đáng dùng thân Yêu Bà Tắc cư sĩ nam hoặc Yêu Bà Di cư sĩ nữ độ được, liền hiện ra thân Yêu Bà Tắc hoặc Yêu Bà Di để vì họ nói pháp. Phật tử, đối với các chúng sinh, Bồ Tát làm thế nào mà tùy thuận chúng sinh đáng được độ để vì họ nói pháp? Đó là biết việc của họ làm, biết nhân duyên của họ, biết tâm suy nghĩ của họ, biết sự ưa thích của họ. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đối với tất cả chúng sinh, Bồ Tát làm thế nào mà tùy chúng sinh đáng được giáo hóa để vì họ nói pháp? Bồ Tát phải biết nghiệp của chúng sinh tạo, phải thọ quả báo gì, do sau đó đối cơ của chúng sinh mà vì chúng sinh nói pháp. Bồ Tát phải biết tiền nhân hậu quả của chúng sinh, tất cả nhân duyên thành thục hoặc chưa thành thục, phải biết sự suy nghĩ và sự hành động ở trong tâm của chúng sinh như thế nào, phải biết sự hoan hỷ và ưa thích ở trong tâm của chúng sinh là gì. Minh bạch bốn tình hình này rồi, đối với chúng sinh nói pháp mới có hiệu quả, tức cũng là thấu rõ tâm lý của chúng sinh mới dễ dẫn đến sự tín tâm. Do đó quán cơ đầu giáo tức cũng là vì người nói pháp, tùy thời tùy lúc đều là cơ hội nói pháp. Bất quá phải có trí huệ chọn lựa, đối với kẻ lợi cần thì nói pháp bát nhã, đối với kẻ độn cần thì nói pháp nhân duyên. Bồ Tát đối với người nhiều tham dục thì vì họ nói pháp bất tịnh, người nhiều sân hận thì vì họ nói pháp đại bi, người nhiều ngu si thì vì họ dạy sinh tu quán sát, người ba độc bằng nhau thì vì họ nói pháp môn thành tựu trí huệ thù thắng, người ưa sinh tử thì vì họ nói ba thứ khổ, nếu người chấp trước xứ sở thì nói pháp hư không tịch, người tâm giải đãi thì nói đại tinh tấn, người ngã mạn thì nói pháp bình đẳng, người nhiều dua nịnh dối trá thì vì họ nói tâm Bồ Tát ngay thẳng, người ưa vắng lặng thì rộng vì họ nói pháp khiến cho họ thành tựu. Bồ Tát tùy theo người đáng độ được mà vì họ nói pháp như vậy. Bồ Tát tùy thuận sự thời cơ của chúng sinh mà nói ra mười pháp dưới đây. Một, đối với chúng sinh nhiều tham dục thì vì họ nói pháp quán bất tịnh, quán thân mình bất tịnh. Một là nghĩ về sự chết, hai là quán xỉnh lên, ba là nghĩ về máu động ứ, bốn là nghĩ về mù hồi hám, năm là nghĩ về hủy hoại, sáu là nghĩ về máu chảy, bảy là nghĩ về giòi trùng ăn, tám là nghĩ về cốt xương, chín là nghĩ về tan hoại. Đây là chín sự quán tưởng bất tịnh, hoặc là thường quán chín lỗ thường chảy ra đồ dơ giấy. Lại quán thân bất tịnh là một là trùng tử bất tịnh, hai là trụ xứ bất tịnh, ba là tự tướng bất tịnh, bốn là tự thể bất tịnh, năm là cứu kính bất tịnh. Hay tu quán như vậy thì chẳng còn tâm tham dục nữa. Đây là một trong ngũ đỉnh tâm quán. Ngũ đỉnh tâm quán tức là
Một là quán bất tịnh, hai là quán từ bi, ba là quán nhân duyên, bốn là quán giới phân biệt, năm là quán sổ tức. Quán bất tịnh đối trị bệnh tham dục, quán từ bi đối trị bệnh nhiều sân hận, quán nhân duyên đối trị bệnh ngu si, quán giới phân biệt đối trị bệnh nhiều ngã kiến, quán sổ tức đối trị bệnh nhiều tán loạn. Hai, đối với chúng sinh nhiều sân hận, thì vì họ nói pháp quán từ bi, thấy chúng sinh đáng thương mà ngừng lại tâm sân hận, phát khởi tâm đại bi sẽ chẳng còn tâm sân hận. Ba, đối với chúng sinh nhiều ngu si, thì vì họ nói pháp nhân duyên, quán 12 nhân duyên tu hành pháp môn nhân quả báo ứng, dứt vô minh thì sẽ hết sinh tử. 4. Đối với chúng sinh tham sân si đồng đều, thì vì họ nói pháp thành tựu thắng trí, tức là làm thế nào để tu pháp môn trí huệ thủ thắng. 5. Đối với chúng sinh tham ưa sinh tử, thì vì họ nói pháp ba thứ khổ. Ba khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là khổ của người nghèo, hoại khổ là khổ của người giàu, hành khổ là khổ của mọi người. 6. Đối với chúng sinh chấp trước xứ sở, thì vì họ nói pháp hư không tịch, xứ sở vốn là không, đừng chấp trước. 7. Đối với chúng sinh tầm giải đãi, thì vì họ nói pháp đại tinh tấn, khiến cho họ dụng công tu hành. 8. Đối với chúng sinh cống cao ngã mạn, thì vì họ nói pháp bình đẳng, do đó pháp thì bình đẳng, chẳng có cao thấp, không nên có tư tưởng và hành vi ngã mạn. 9. Đối với chúng sinh du nịnh dối trá, thì vì họ nói pháp về tâm Bồ Tát là ngay thẳng, chẳng có cong vẹo. 10. Đối với chúng sinh hoàn hỷ vắng lặng, thì vì họ rộng nói tất cả pháp, khiến cho họ thành tựu tam muội, Bồ Tát nên vì chúng sinh nói pháp như vậy. Vì lúc nói pháp văn liên thuộc với nhau, nghĩa chẳng trái ngược, quan sát pháp trước sau, dùng trí phân biệt, thẩm định phải quấy, chẳng trái pháp ấn, kiến lập thứ tự, vô biên hạnh môn, khiến cho các chúng sinh dứt trừ tất cả nghi, khéo biết các căn, nhập vào giáo lý của Như Lai, chứng được chân thật tế, biết pháp bình đẳng, dứt các pháp ái, trừ tất cả chấp, tưởng niệm chư Phật, tâm chẳng tạm lìa, biết rõ âm thanh thể tánh bình đẳng, nơi các chân ngôn, tâm chẳng chấp trước, khéo nói ví dụ chẳng trái ngược nhau, đều khiến cho được ngộ, tất cả chư Phật, tùy nghi khắp hiện trí thân bình đẳng. Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, thì kinh văn trước sau phải quán thông với nhau chẳng trái ngược, đạo lý nói ra chẳng có sai trái, quán sát pháp trước sau dùng trí huệ để phân biệt, hoặc đúng hoặc chẳng đúng phải thẩm định, không thể trái với các pháp ấn thật tướng, từng bước kiến lập vô biên pháp môn tu hành, khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ nghi hoặc, từng chút khéo biết các căn của chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa, khiến thân nhập vào biển giáo lý của Như Lai, chứng được lý thể chân chánh thật tế, biết tất cả pháp là bình đẳng, không nên phân biệt cao thấp, dứt trừ tất cả pháp ái, tiêu trừ tất cả chấp trước, phải luôn nhớ niệm tất cả chư Phật, trong tâm thời khắc chẳng quên chư Phật, thấu rõ tất cả âm thanh